Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ bãi thứ chính vì sao người dân không chịu biểu tình chống Trung Quốc. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp tục sau nhiều tuần báo chí trong nước và quốc tế tường thuật, phân tích về tranh chấp giữa hai nước tại bãi thứ chính trên Biển Đông, thể hiện qua việc các đại diện ngoại giao hai nước liên tiếp đưa ra những bình luận mang tính chỉ trích, cáo buộc lẫn nhau trong vài ngày gần đây. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, cho đến nay chưa có một cuộc biểu tình nào của người dân ở bất cứ địa điểm nào trên toàn đất nước Việt Nam về vấn đề này. Điều này trái ngược với những cuộc tuần hành biểu tình nổ ra rầm rộ hồi mùa hè năm 2014 khi Trung Quốc đưa một giàn khoan thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Giới những người cổ suý cho dân chủ, tiến bộ xã hội có chung một lời lý giải về tình trạng này. Họ cho rằng người dân từng bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc trong quá khứ nhưng đổi lại là sự ngược đãi của nhà cầm quyền. Vì vậy, giờ đây người dân có thái độ thờ ơ ngay cả khi xuất hiện bài viết với hàng tít có tính chất dục dã, huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc trên các báo nhà nước như Vietnamnet, vốn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong bài viết trên Facebook cá nhân có tổng cộng gần 190.000 người theo dõi. Nghệ sĩ, đạo diễn Nguyễn Công Vượng nhấn mạnh ngay từ đầu rằng những người yêu nước bị tổn thương. Điểm lại sự kiện tàu thăm dò Trung Quốc vào thềm lục địa của Việt Nam tháng 5 năm 2014 và các cuộc tưởng niệm những người lính Việt Nam ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa và biên giới phía Bắc. Ông Vượng tóm tắt rằng những người xuống đường để đã bị chính quyền quy chụp phản động, bắt bớ đánh đập. Bên cạnh đó, vẫn theo ông Vượng, các thành phần thân nhà nước thường được gọi là dư luận viên bêu dếu, bôi nhọ những người biểu tình bằng những lời vô liêm sỉ chỉ vì họ chống Trung Quốc xâm lược nước ta. Nghệ sĩ 39 tuổi còn có tên là Vượng Dâu, nổi tiếng cả về diễn hài lẫn sự trực ngôn của ông về các vấn đề thời sự, xã hội, nói thêm: "Có lẽ hiếm nơi nào như đất nước chúng ta khi lòng yêu nước là có tội. Bởi bất cứ ai yêu nước muốn gìn giữ non sông mà lên tiếng cho bất công hay phản đối xâm lăng của giặc tàu thì bị quy vào là phản động. Hậu quả của việc gắn nhãn phản động là nó làm tổn thương nhiều người, tổn thương đến trái tim yêu nước, tổn thương đến tấm lòng vì sơn hà xã tắc của những người yêu quê hương Việt Nam." Ông Vượng bày tỏ quan điểm trong bài viết nhận được gần 7.500 phản ứng yêu thích, trên 1.200 lời bình luận và được hơn 2.000 lượt chia sẻ. Trong bối cảnh như vậy, khi chủ quyền của đất nước bị đe dọa, những người yêu nước khi xưa đôi khi họ dửng dưng, thậm chí nhà nước có cho phép và kêu gọi xuống đường biểu tình thì những nhân sĩ trí thức, những nhà dân chủ tiên phong cũng sẽ chẳng xuống đường nữa, nghệ sĩ Vượng Dâu nhận định. Ông viết thêm rằng họ không xuống đường không phải vì họ sợ bị bắt bớ mà đơn giản là họ đã nản, họ đã chán sau khi chịu tổn thương quá nhiều vì yêu nước. Phần nào chia sẻ quan điểm với nghệ sĩ, đạo diễn Nguyễn Công Vượng, nhà hoạt động nữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, nói qua YouTube hôm 28 tháng 7 rằng thủ phạm làm cho lòng yêu nước bị thui chột, bị vùi dập đó chính là Đảng Cộng sản. Về sự thờ ơ đó mình không thể trách người dân được, bởi vì những người dân thờ ơ ngày hôm nay chính là những người đã bị đạp vào mặt, bị quăng xuống đường khi đi biểu tình chống Trung Quốc. Và những người dân thờ ơ ngày hôm nay chính là những người bị kết tội phản động, tuyên truyền chống nhà nước. Cho nên mình không thể nào mình trách dân mình được, mình chỉ cảm thấy bi ai. Xem đây như một chuyện gậy ông đập lưng ông, nhà văn kiêm võ sư Đoàn Bảo Châu viết trên trang cá nhân có tổng cộng 110.000 người theo dõi rằng chính quyền đánh đập, bắt bớ người biểu tình phản đối Trung Quốc là cách hành xử quái gở khiến nhiều người trở nên ghét bỏ chính quyền. Giờ thì những sự đàn áp đánh đập người yêu nước đã có kết quả rồi đấy. Ông Châu nêu ý kiến trong bài viết nhận được 2.500 phản ứng yêu thích dưới góc nhìn của ông
hành xử của chính quyền làm cho người dân cảm thấy yêu nước của họ bị rẻ rúng, đi kèm theo đó là sự uất ức trong dân chúng tăng cao, dẫn đến thái độ mặc kệ và chờ xem nhà cầm quyền cùng với giới dư luận viên sẽ làm gì. Nhìn về dài hạn, nhà văn võ sư Đoàn Bảo Châu cho rằng hành động mà ông nói là ngu xuẩn của chính quyền mang lại một sự phân rã tư tưởng cho con người Việt Nam. Ông bày tỏ lo ngại rằng nếu có chiến tranh, điều ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thắng bại. Ngay sau khi có tin tàu Trung Quốc hoạt động ở bãi Tư Chính gây căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc hôm 23 tháng 7, trên diễn đàn bàn luận kinh tế chính trị có gần 192.000 thành viên xuất hiện bài viết ngắn đặt câu hỏi Biển Đông nếu có chiến tranh mấy anh chị có tự nguyện cầm súng bảo vệ chủ quyền đất nước hay không? Giả sử nếu bảo vệ được rồi lại tiếp tục làm trâu ngựa cho lũ búa liềm, ý nói Đảng Cộng sản đè đầu cưỡi cổ, vậy chúng ta chọn thế nào? Theo quan sát của phóng viên, trong số 255 lời bình luận, đa số ý kiến cho rằng ngu gì đi làm bia đỡ đạn hay thời nông dân cầm súng giữ nước đã qua rồi. Bây giờ đến thời con ông cháu cha của các quan chức đánh giặc nhé. Bên cạnh đó là rất nhiều người khẳng định nếu họ có súng, họ săn quan tham bắn trước hoặc diệt bọn phản quốc bắn nước thù trong trước rồi diệt giặc ngoài sau. Một số ý kiến khác nói chuyện đó có đảng và nhà nước lo, hay hãy để cho đảng viên đi trước đã, dân mình sẽ đi theo sau. Liên quan tới căng thẳng nhiều ngày qua giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên vùng biển tranh chấp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 25 tháng 7 nói rằng Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp đúng pháp luật, bà Hằng nói thêm. Vụ bãi Tư Chính lần 3 năm 2019 là một bằng chứng hùng hồn về hố phân cách ý đảng lòng dân đã thẳm sâu đến mức bất chấp lần đầu tiên chính thể độc tài ở Việt Nam hé lộ ý định, nhưng không phải bằng những kênh tuyên giáo và báo đảng mà thông qua hệ thống một số dư luận viên huy động quần chúng để đồng hành cùng đảng và nhà nước ta phản đối tàu Trung Quốc xâm lược ở bãi Tư Chính. Phản đối của người dân lại quá lặng lẽ và thờ ơ quay lưng. Nguồn cơn đầu tiên của tình trạng chống vắng phản ứng trên chớ trêu thay lại chính là gậy ông đập lưng ông. Đối với chính sách che tai bịt mắt của chính quyền Việt Nam, trong suốt một thời gian rất dài, chính quyền này đã bưng bít hầu hết các thông tin về các vụ tàu Trung Quốc gây hấn và khiêu khích ở Biển Đông. Báo chí nhà nước không được phép đăng tải những tin tức dạng này, hoặc có đăng thì cũng rất hạn chế vì bị vòng kim cô Ban Tuyên giáo Trung ương siết chặt. Trong hai vụ bãi Tư Chính bị Trung Quốc bao vây tống tiền, lần đầu vào tháng 7 năm 2017 và lần thứ hai vào tháng 3 năm 2018, thậm chí phía Việt Nam còn không dám gửi công hàm phản đối và cũng chẳng phát ra bất cứ thông tin nào cho nhân dân về trạng thái bất lực đã trở thành thâm căn mãn tính đó. Trong vụ bãi Tư Chính lần thứ ba, dù nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vào xâm nhập khu vực này từ tháng 6 năm 2019, nhưng phải đến gần cuối tháng 7 năm 2019, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới dám công bố hành động trao công hàm phản đối phía Trung Quốc. Kết quả là đại đa số người dân, nhất là những người còn bận tối mặt mũi mưu sinh đến nỗi cũng không còn thời gian để đọc tin tức qua mạng xã hội, đã không thể biết được tin tức thực chất về đồng chí bốn tốt chơi xấu với đảng em Việt Nam như thế nào. Kết quả là ở mọi nơi trong các đô thị loại 1 tại Việt Nam, người dân vẫn thoải mái nhậu nhẹt và thư giãn bằng cách chửi bới vô số bất công của chế độ Cộng sản, trừ khái niệm phản đối Trung Quốc. Sau khi tàu Hải Dương 8 tạm rút khỏi bãi Tư Chính để về đảo chữ thập bổ sung nhiên liệu, một làn sóng tự sướng bất thần tràn ngập trên mặt báo đảng về nhờ công tác vận động và đấu tranh khéo léo, linh hoạt và kiên quyết của đảng và nhà nước ta nên đã buộc tàu Trung Quốc phải rút khỏi bãi Tư Chính. Nhưng với rất nhiều lần người dân, họ lại thật sự ngạc nhiên vì đã không hề biết rằng tàu Hải Dương 8 vào bãi Tư Chính khi nào, hay hôm nay lại thấy báo đảng thông tin là đã rút đi.
Trong thực tế, chỉ có một số bộ phận dân chúng theo dõi thường xuyên mạng xã hội mới nắm được tin tức về các vụ xâm phạm của tàu Trung Quốc vào bãi Thư Chính. Biết được phần nào mục đích của những vụ xâm phạm này lẫn cái cách đối phó bằng biện pháp hòa bình của chính thể độc tài Cộng sản Việt Nam cùng lực lượng hải quân bám bờ của Việt Nam mà giống hệt thủ pháp ngụy biện và man trá với người dân trong khi không làm cho Bắc Kinh co vòi chút nào. Nhưng đến đây lại xảy ra một mâu thuẫn mà rất có thể khiến cho toàn thể Bộ Chính trị và hệ thống còn đảng, còn tiền phải giật mình. Một số người dân cho rằng họ chẳng còn có trách nhiệm gì đối với những vụ xâm phạm chủ quyền quốc gia bởi mọi việc đã có đảng và nhà nước lo. Như một lối tuyên giáo và đàn áp tư tưởng được truyền bá từ nhiều năm nay bởi các lực lượng tuyên giáo và công an. Thứ nữa, dù các mỏ dầu ở bãi Tư Chính là tài nguyên quốc gia, nhưng thực tế có bao nhiêu phần trăm tài nguyên dầu khí khai thác đến tay dân chúng thì lại là một nỗi ngờ vực rất lớn. Bởi trong thực tế, tiền từ dầu khí được khoan hút và bán cho nước ngoài được sử dụng cho ngân sách trung ương là chính. Một phần lớn của nguồn thu đó chiếm khoảng 75% lại được chi phí cho đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức, với ít nhất 30% trong số đó thuộc loại sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại hiệu quả xã hội nào phục vụ cho người dân đã đóng thuế, chưa kể hàng bầy đàn công chức chỉ chăm chăm thực thi chính sách hành là chính của nạn nhũng nhiễu vòi vĩnh bất tận khiến cho người dân muốn phát điên. Số còn lại của nguồn thu từ khai thác dầu khí khoảng 25% được ngân sách trung ương chi cho các dự án phát triển, như một cái mỏ khổng lồ, rất nhiều dự án xây dựng cơ bản mà đã khiến phát sinh nạn tham nhũng kinh hoàng và chưa bao giờ có điểm dừng. Nói tóm lại, tài nguyên dầu khí là có thực, khai thác dầu khí và bán cho nước ngoài cũng là có thực, nhưng số tiền đó có chi dùng cho các quỹ an sinh cho người dân hay không và chi dùng bao nhiêu thì vẫn quá trừu tượng, nếu không nói là không hề hiện hữu vì quá ít ỏi. Trong khi chẳng nhận được lợi ích nào từ phía khai thác dầu khí, nguồn lợi duy nhất còn lại của người dân, cụ thể là ngư dân, là đánh bắt hải sản trên biển cả thì lại bị hết quy định này đến quy định khác của các cơ quan chủ quản như Bộ Nông nghiệp, Bộ Phát triển Nông thôn, kể cả cơ quan biên phòng hành là chính, chẳng hạn như tàu phải dài 15 mét trở lên mới được ra biển. Chưa kể, khi ra được tới biển lớn, những chiếc tàu đánh cá nhỏ xíu của Việt Nam lại bị tàu hải cảnh và các tàu đánh cá bọc thép của Trung Quốc đẩy đuổi, truy đuổi, đâm và bắn giết. Nhưng trong khi số cái chết của ngư dân đã chất cao thành núi trong nhiều năm qua, cho tới nay chẳng có bất kỳ một cuộc điều tra tới nơi tới chốn nào của lực lượng hải quân, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng của Việt Nam, để cuối cùng tất cả đều chìm xuồng trong thế đại cục với Trung Cộng. Còn người dân đành ôm hận chết trong không khí không thể nhắm mắt. Vậy thì dân có cần quan tâm đến bãi Tư Chính hay những khu vực màu mỡ dầu khí khác hay không? Và dân phải bảo vệ nó để làm gì, trong khi dầu và khí đó đã có đảng và nhà nước lo và tiền thu từ dầu khí thuộc về các nhóm lợi ích, chủ thầu, chủ đầu tư và ngân sách chứ chẳng hề đến tay của người dân. Bãi Tư Chính cho dù là một phần lãnh thổ của Việt Nam và thuộc vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam như cách tuyên bố đầy dũng khí trên bàn giấy của Bộ Ngoại giao, nhưng lại bị ghẻ lạnh bởi không ít con dân nước Việt. Đó là một nghịch lý kinh khủng đã từng tồn tại và bùng nổ không ít lần trong chiều dài các triều đại phong kiến Việt Nam. Những triều đại thời Hậu Lê, Hậu Đinh, Hậu Lý, Hậu Trần chỉ biết vun vén quyền lực và lợi ích cho chúng trong khi thẳng tay đàn áp và bóc lột người dân. Để kết quả là những triều đại đó đều rơi gọn vào tay quân xâm lược đến từ phương Bắc và chẳng nhận được một giọt nước mắt chia sẻ nào của dân nghèo. Đó là bài học lịch sử cực kỳ đắt giá, nhưng khốn thay, những kẻ đã loại bỏ chế độ phong kiến tập quyền để xây dựng xã hội cộng sản lại chẳng rút ra được bài học đáng giá nào từ lịch sử. Vua chúa được thay bằng độc tài, tham nhũng vẫn hoàn tham nhũng, bóc lột vẫn nguyên bóc lột, cùng
tệ hèn nhược trước Trung Quốc vẫn chẳng có gì thay đổi. Sau khi lịch sử 4.000 năm dựng nước và như nước đã trôi qua không thèm ngoái lại, một lần nữa dân tộc Việt Nam phải đối mặt với mối nguy hiểm quá cận kề vào thế kỷ 21, mất nước. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chương trình của chúng tôi phát triển tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.